Chào mừng các bạn đến với kênh Sam Audio. Mời các bạn thưởng thức chương tiếp theo của bộ truyện Đam Mỹ Xuyên Không Huyền Huyễn Giang Hồ Biến Địa Thị Kỳ 3 của tác giả Ngữ Tiếu Lan San qua giọng đọc của Sam. Nếu thấy hay, hãy like và share cho bạn bè mình cùng nghe nhé. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất được thực hiện bởi Sam Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiểu thuyết Đam Mỹ, Giang Hồ Biến Địa Thị Kỳ 3, chương 29, Cổ trùng. Giận dữ là ném tùm lum, đây rốt cuộc là tính xấu gì chứ? Tần cung chủ thầm thở dài, lấy chăn trên đầu mình xuống, vừa chuẩn bị giảng đạo lý với hắn, thì thấy Thẩm Thiên Lăng khóe mắt đỏ lên, lặng lẽ khóc. Tần Tiền Vũ nghĩ, được rồi, lần này hình như hơi nghiêm trọng. Thẩm Thiên Lăng càng khóc càng lớn tiếng, quả thật có thể nói là thê thảm. Tần Thiếu Vũ bó tay với hắn, không thể đánh, không thể mắng, chỉ đành nhịn xuống dỗ dành. Ta đã xin lỗi rồi, đừng khóc nữa được không? Nếu quả thật tức giận, cùng lắm thì cho ngươi cắn vài cái. Thẩm Tiểu Thụ hoàn toàn phớt lờ hắn. Đầu Tần Thiếu Vũ kêu ong ong. Thẩm Thiên Lăng kéo ống tay áo của hắn lau nước mũi, sau đó tựa vào vai hắn, khóc đến trời đất mù mịt. Thật ra mà nói, Tần Thiếu Vũ bị hắn dọa sợ. Thừa cơ hội lần này, Thẩm Thiên Lăng thoải mái đem uất ức tích cóp mấy ngày nay toàn bộ khóc lên. Sau khi xuyên qua, sự sợ hãi với thế giới xa lạ khiến hắn bị áp lực lâu lắm. Nếu không tìm cơ hội giải tỏa, chắc sẽ thật sự nổ tung. Tần Thiếu Vũ nhíu mày, nhưng không mở miệng nữa, chỉ thường xuyên vỗ vỗ lưng hắn. Một lúc sau, Thẩm Thiên Lăng rốt cuộc thấy dễ chịu hơn một chút. Vì vậy ngồi dậy khỏi ngực Tần Thiếu Vũ, đỏ mắt nhìn hắn. Nín khóc rồi ư? Tần Thiếu Vũ lau nước mắt cho hắn. Ăn cơm không? Thẩm Tiểu Thụ căm phẫn. Ta muốn ăn một bữa xa hoa. Tần Thiếu Vũ bật cười. Ừ, chúng ta đi ăn mấy món đắt tiền nhất. Tử lâu tốt nhất trong thành tên là Túy Bát Tiên. Ông chủ vừa nghe Tần Công Chủ và Thẩm Công Tử tới ăn, lập tức lên tinh thần. Không chỉ sai người đi mọi nơi mua nguyên liệu tốt nhất, mà còn tự mình xuống bếp chiên xào, làm ra một cái bàn lớn đầy thức ăn. Thừa cơ hội này, mọi người ở Truy Ảnh Cung cũng được dịp chè chén một bữa. Mọi người cùng nhau ăn uống tiệc tùng, cũng coi như náo nhiệt vui vẻ. Thẩm Thiên Lăng vốn định gọi ám vệ Nhật Nguyệt Sơn Trang cùng đến, nhưng lại bị từ chối. Chỉ nói, đại thiếu gia căn dặn phải cố hết sức ngầm bảo vệ tiểu công tử. Khuyên bảo không có kết quả. Thẩm Thiên Lăng không thể làm gì khác hơn là sai người mang một ít thức ăn sấy và thịt nướng qua. Phu nhân! Hoa Đường ngồi cạnh hắn. Thẩm Thiên Lăng! Người có thể đổi cách xưng hô không? Hoa Đường biết Tần Thiếu Vũ, thấy hắn cũng không phản đối, vì vậy sảng khoái nói. Ta mời Thẩm Công Tử một chén. Là ta nên mời ngươi mới đúng, Thẩm Thiên Lăng nói. Cảm ơn ngươi giúp ta chế thuốc giải độc. Công Tử nói quá lời. Hoa Đường cười cười, ngửa đầu một hơi cạn sạch. Rượu trong ly trong suốt, cũng không cay, ngược lại còn hơi ngọt vị hoa lê. Thẩm Thiên Lăng rất dứt khoát uống vào. Sau khi mời rượu xong, Hoa Đường xoay người về chỗ, tỉnh bơ xốc lên một cái tô sứ, chỉ thấy bên trong có một con bọ cánh cứng đầu xanh. Nó vốn bất động, sau một lát lại đột nhiên chậm rãi bò. Hơn nữa, rất có phương hướng và quy luật. Mặc kệ cản trở thế nào, từ đầu đến cuối đều hướng tới chỗ Thẩm Thiên Lăng. Hoa Đường đậy nắp, gật đầu với Tần Thiếu Vũ. Tần Thiếu Vũ sắc mặt trầm xuống, âm thầm siết chặt chén rượu. Người bị gì vậy? Thẩm Thiên Lăng bối rối. Đang êm đẹp, sao đột nhiên lại biến sắc mặt thế? Không có gì. Tần Thiếu Vũ gắp cho hắn một đũa cá, mới vừa hóc xương. Thẩm Thiên Lăng thầm nghĩ. Thiếu hiệp, người bao nhiêu tuổi rồi? Ăn cái này nhiều một chút. Tần Thiếu Vũ múc cho hắn một chén canh táo đỏ hạt sen, bổ máu. Thẩm Thiên Lăng cúi đầu gặm giò heo, rõ ràng rất hứng thú với thịt. Ngoan. Tần Thiếu Vũ tịch thu giò heo. Ăn canh táo đỏ trước. Ta không cần bổ máu. Thẩm Thiên Lăng rất bất mãn. Phụ nữ mới cần bổ máu. Ăn xong rồi cho ngươi ăn thịt. Tần Thiếu Vũ rất kiên nhẫn. Thẩm Thiên Lăng thầm nổi giận. Ăn cái gì cũng quản. Đúng là bà cô nhiều chuyện. Người đều phải chủ tịch ủy ban khu phố. Thuộc hạ xung quanh thầm cảm thán. Cung chủ cũng có lúc ân ái thế này.
Thật hiếm thấy, phu nhân thật có phúc. Sau khi ăn cơm xong, Thẩm Thiên Lăng hơi chóng mặt vì hắn mới uống hai chén rượu. Muốn nghỉ ngơi sớm một chút không? Tần Thiếu Vũ hỏi. Thẩm Thiên Lăng gật đầu, mơ mơ màng màng xúc miệng lau mặt, rất nhanh đã ngủ mê. Để đảm bảo không có gì sai lầm, Tần Thiếu Vũ lại đốt thêm hương an thần trong phòng. Mùi bách hoa nồng nặc, thông qua hô hấp truyền vào từng mạch máu trong cơ thể, Thẩm Thiên Lăng ngủ say mê. Lăng Nhi, Tần Thiếu Vũ vỗ vỗ mặt hắn. Thẩm Thiên Lăng không nhúc nhích, giống như đang ngủ giấc ngủ ngàn năm. Tần Thiếu Vũ yên tâm, đứng dậy mở cửa phòng. Hoa Đường ôm hòm thuốc tới, bày các loại dụng cụ lên bàn. Trong người hắn có bao nhiêu cổ trùng? Tần Thiếu Vũ trầm giọng hỏi. Cái này phải chị qua mới biết. Hoa Đường lại mở cái tô sứ trắng kia. Cổ Vương cảm ứng được hơi thở của cổ trùng, sẽ theo bản năng muốn nuốt lấy. Thuộc hạ sẽ dùng ngân châm bức cổ trùng ra. Lúc cổ vương hết lộn xộn thì phu nhân sẽ không còn đáng lo ngại. Làm đi, Tần Thiếu Vũ gật đầu đáp ứng. Cổ trùng trong cơ thể Thẩm Thiên Lăng gặp rượu sẽ hưng phấn. Đây cũng là lý do Hoa Đường muốn mời rượu hắn. Mà thường ngày, cổ trùng lấy máu, thức ăn nên khó trách Thẩm Thiên Lăng cứ 3-4 ngày là té xỉu. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Thẩm Thiên Lăng, Tần Thiếu Vũ tâm trạng xuống tới mức thấp nhất. Hoa Đường ngồi bên giường, chậm rãi thi châm trên đầu Thẩm Thiên Lăng. Không lâu sau, lòng bàn tay đã thấm một tầng mồ hôi, rõ ràng hết sức chuyên tâm. Thẩm Thiên Lăng vẫn ngủ say sưa, không ảnh hưởng chút nào. Cần nhiều như vậy sao? Mắt thấy trên đầu Thẩm Thiên Lăng bị đâm ngân châm, một cây rồi lại một cây, Tần Thiếu Vũ cau mày hỏi. Thuộc hạ chỉ muốn đảm bảo không có gì sai sót. Hoa Đường đốt dược thảo trên đầu châm, bỏ thêm một thanh mới vào lư hương. Sau một chén nhang sẽ thấy có kết quả. Tần Tiểu Vũ gật đầu, vẫn ngồi bên giường xem chừng Thẩm Thiên Lăng. Thời gian này có thể nói là dài đằng đẵng, thậm chí Tần Cung Chủ cũng hoài nghi lư hương đã tắt rồi. Đợi đến khi một mảnh tro rơi xuống, Hoa Đường rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Nàng rất lo lắng Tần Tiểu Vũ sẽ lật bàn giữa chừng. Cây châm thứ nhất được cẩn thận rút ra, đầu kim quấn một con trùng cực nhỏ. Tần Thiếu Vũ hung hăng bóp nát cái ly trong tay. Hoa Đường nhìn hắn một cái. Cung chủ, người bình tĩnh. Tiếp tục đi, Tần Thiếu Vũ sắc mặt âm u. Hoa Đường ném cổ trùng thứ nhất vào trong cái tô trắng. Cổ vương đầu xanh lập tức há mồm nuốt trọn, sau lưng hưng phấn lóe ra ánh đỏ. Con thứ hai, con thứ ba. Đến khi cổ trùng thứ năm bị rút ra thì Tần Cung Chủ gần như sắp đập phòng. Hoa Đường cầm cây châm thứ sáu tập trung rút ra, chỉ thấy bên trên sạch sẽ, không còn cổ trùng rãy ruộng, vì vậy hơi an tâm. Không sao, năm con cổ trùng còn chưa đến mức gây hại quá lớn cho phu nhân. Rút hết toàn bộ đi, Tần Thiếu Vũ lạnh lùng nói. Hoa Đường nghe lời rút hết ngân châm ra, trên mỗi cây đều sạch sẽ. Người có chắc đã giải quyết hết đám cổ trùng rồi chứ? Tần Thiếu Vũ vẫn không yên tâm. Hoa Đường nhìn cổ vương một chút, chỉ thấy nó ăn uống no đủ, ngủ thật say, vì vậy gật đầu nói. Cung chủ yên tâm, Thẩm công tử sẽ không có chuyện gì nữa. Chỉ cần sau này bồi bổ cho tốt, bù lại khí huyết ngày trước thiếu hụt thì chứng bệnh hay ngất cũng sẽ từ từ phục hồi. Tần Thiếu Vũ nghe vậy yên tâm. Làm phiền ngươi rồi. Cung chủ khách khí. Hoa Đường thu dọn ngân châm trên bàn và cổ vương vào hòm. Nếu không có gì khác, thuộc hạ xin phép cáo lui trước. Tần Thiếu Vũ gật đầu, ném cho nàng một chiếc bình nhỏ. Tuyết Sơn Hồng Liên, coi như cảm ơn ngươi. Hoa Đường bật cười. Cung chủ lần này thật hào phóng. Ai cũng biết vật này trăm năm khó kiếm, không chỉ có khả năng điều chỉnh khí tức mà còn có thể tăng tiến nội lực. Bao nhiêu người đánh nhau vỡ đầu muốn có. Đang trách ta bình thường quá hẹp hòi với ngươi sao? Tần Thiếu Vũ nhướng mày. Thuộc hạ nói sai. Hoa Đường xoay người ra khỏi phòng ngủ. Tả hộ pháp. Ngoài cửa có một người áo đen đang canh chừng. Tiểu Ngũ. Hoa Đường giật mình. Trở về lúc nào thế? Nam tử tên là Triệu Ngũ, là người có khinh công giỏi nhất ở Truy Ảnh Cung, cũng chính là kẻ liên lạc mỗi ngày khi Tần Thiếu Vũ ở Nhật Nguyệt Sơn Trang lần trước. Mấy hôm trước, Thiền Nương đánh thua ở Thiên Mộ Sơn mà chạy trốn. Triệu Ngũ liền âm thầm đi theo, muốn tra ra nơi ở của Phượng Thủ Dạ. Vừa mới về, Triệu Vũ nhìn thoáng qua phòng ngủ. Cung chủ ngủ rồi sao?
Thẩm công tử bị bệnh nhẹ, công chủ đang chăm sóc hắn. Hoa đường cùng hắn đi ra. Có tra được tung tích của Phương Cửu Dạ không? Triệu Ngũ lắc đầu. Thiền nương vẫn luôn ở một mình, chưa từng liên hệ với bất kỳ ai. Chẳng lẽ Phương Cửu Dạ còn đang ở tổng đàn ma giáo? Hoa đường cau mày. Hình như không phải. Triệu Ngũ quay đầu nhìn phòng ngủ đã đóng chặt cửa. Công chủ gần đây hình như rất gần gũi với thẩm công tử. Đâu chỉ là gần gũi, hồi nãy còn thiếu chút nữa là đập phòng. Hoa đường cười như có như không nhìn hắn. Người sao lại có hứng thú với mấy chuyện này? Lúc trước ta hỏi qua công chủ, hắn nói không có tình cảm với thẩm công tử. Triệu Ngũ cau mày. Hoa đường cười ra tiếng. Đang êm đẹp, tự nhiên chạy đi hỏi chuyện này làm gì? Thẩm công tử dù sao cũng từng qua lại với Phượng Cửu Dạ. Ngươi thật sự không sợ xảy ra chuyện sao? Triệu Ngũ hỏi. Ta tin công chủ. Hoa đường rất thản nhiên. Huống hồ, ta nghĩ thẩm công tử cũng không có gì không tốt. Sau khi mất trí nhớ, hắn đã không còn gút mắt gì với ma giáo nữa. Ai biết hắn có giả bộ hay không? Triệu Ngũ vẫn lo lắng. Giả bộ? Hoa đường nhếch môi. Ta thấy không giống. Huống hồ, người như công chủ, người nghĩ ai có thể gạt được hắn? Từ trước đến nay, chỉ có hắn đi gạt người ta. Triệu Ngũ nghẹn lời. Yên tâm đi, mau về nghỉ ngơi. Hoa đường vỗ vai hắn. Có chuyện gì sáng mai rồi nói với công chủ. Đêm nay tâm trạng hắn không tốt, ngươi đừng đụng vào hắn. Triệu Ngũ thở dài. Cảm ơn tả hộ pháp nhắc nhở. Mà trong phòng ngủ, tâm trạng tần công chủ đúng như lời hoa đường nói, cực kỳ không tốt. Chỉ cần nhớ tới năm con trùng ghê tởm đến cực điểm kia, nhìn lại gò má tái nhợt của Thẩm Thiên Lăng, Tần Thiếu Vũ đã thấy tim đập rộn. Thẩm Thiên Lăng mơ mơ màng màng, vươn tay gãi mặt. Ngốc chết mất thôi, Tần Thiếu Vũ vỗ đầu hắn. Người khác cho người cái gì, người cũng ăn. Thẩm Thiên Lăng nhếch môi, sảng khoái ngáy khò khò, cực kỳ vô tư. Chương 30. Thật sự ân ái. Tuy nói cổ trùng đã được lấy sạch, nhưng dù sao cũng ẩn núp trong thân thể một thời gian dài. Rạng sáng hôm sau, Thẩm Thiên Lăng vẫn có chút đau đầu nóng sốt, uể oải không có tinh thần. Không phải cảm mạo đấy chứ? Nhớ tới hàn độc phát tác lần trước, Thẩm Thiên Lăng không tự chủ được run run. Cái loại đau đớn thấu xương này, cả đời cũng không muốn thể nghiệm lần thứ hai. Không phải, Tần Thiếu Vũ vấn khăn đắp lên trán hắn. Hoa đường nói, lần này ngươi chỉ say rượu mà thôi, ngủ một hai ngày sẽ không sao nữa. Vậy là tốt rồi. Thẩm Thiên Lăng nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, lười biếng ngáp một cái. Để có thể giúp hắn mau khỏe, buổi chiều Tần Thiếu Vũ dắt hắn đi tắm suối nước nóng ở ngoại ô, đồng thời cực kỳ khí phách mà vung ngân phiếu bao trọn chỗ. Quần chúng đối với chuyện này tỏ ra hiểu rõ, độc chiếm dục của nam nhân mà, không muốn để cho người khác thấy bảo bối của mình. Chuyện này không có gì kỳ quái. Trong núi sâu yên tĩnh vắng người, Thẩm Thiên Lăng thong thả ngâm mình trong hồ, suối nóng theo kiểu nhà giàu mới nổi, thoải mái. Người như vậy thật rồi. Tần Thiếu Vũ nhéo vai hắn, khó trách không luyện võ được. Thẩm Thiên Lăng thầm chửi. Người văn minh chúng ta trước giờ chỉ dựa vào đầu óc thôi. Nhắm mắt lại, Tần Thiếu Vũ đột nhiên nói. Thẩm Thiên Lăng giật mình. Nhắm mắt làm chi? Lẽ nào một giây tiếp theo sẽ nghênh đón hôn môi nóng bỏng? Cái loại tình tiết mạnh bạo này rất chấn động, một chút cũng không khoa học. Giúp ngươi đả thông kinh mạch. Tần Thiếu Vũ đặt lòng bàn tay trước trán hắn, cố hết sức thả lỏng một chút, đừng sợ. Thẩm Thiên Lăng thầm nghĩ, lúc trước rõ ràng rất xấu xa, sao đột nhiên trở nên hiền lương, thực đức như vậy? Thật không thích ứng được. Khí tức ấm áp từ trên đầu truyền tới toàn thân, Thẩm Thiên Lăng thoải mái lầm bầm. Thiếu hiệp, người đúng là chuyên viên massage tối tân, nếu ở xã hội hiện đại, nhất định rất đắt khách. Cái kiểu vừa mắc tiền, vừa phải hẹn trước một tháng ấy, quả thật là bảo bối làm giàu. Kêu gì mà như heo thế này? Tần Thiếu Vũ dở khóc dở cười rút tay về. Mau ấn tiếp một lần nữa, Thẩm Thiên Lăng ngẩng đầu ra sức yêu cầu. Tần Thiếu Vũ nghĩ, sao lại nghiện luôn rồi? Đừng nhỏ mọn vậy chứ, Thẩm Thiên Lăng rất cố chấp. Vì vừa nãy hắn cực kỳ thoải mái. Không được, ấn nữa người sẽ choáng đầu. Tần Thiếu Vũ cự tuyệt. Thẩm công tử rất thất vọng, suy nghĩ một chút thì xoay lưng về phía hắn. Vậy, người bóp vai cho ta một chút. Dù sao cũng miễn phí mà.
Tần Thiếu Vũ vừa bực mình, vừa buồn cười, vươn tay nhéo thắt lưng hắn. A! Thẩm Thiên Lăng bất ngờ không kịp đề phòng, chân mềm nhũ, quỵ xuống nước, tư thế cực kỳ không hài hòa. Tần Thiếu Vũ bình tĩnh nói, cái mông có hai dấu muỗi cắn. A, em gái ngươi! Thẩm Thiên Lăng mặt đỏ tới mang tai, từ trong nước mỏ khăn ra, luống cuống quấn ngang hông. Đỏ mặt cái gì? Tần Tiểu Công rất xấu xa, cũng không phải ta chưa từng thấy qua. Mẹ kiếp, người đã thấy thì thôi, còn nói ra làm gì? Thẩm Thiên Lăng hung hăng nhào tới. Người cầm miệng cho lão tử. A, buông tay. Ha ha, nhột, nhột, đại hiệp tha mạng. Trong nước không ngừng vang lên tiếng họ hét chói tai, khiến vô số chim chóc trong núi giật mình. Thuộc hạ Truy Ảnh Cung và ám vệ Nhật Nguyệt Sơn Trang đều cầm nín theo dõi. Vậy mà bảo không có tình cảm. Triệu Ngũ hung hăng bóp nát một quả hồ đào. Hòa Đường lấy ruột hồ đào từ trong tay hắn ra mà ăn. Diêu Khiêm lần này không cằn nhằn, vì thân thể hắn khó chịu nên không theo tới. Phạm Nghiêm cúi người đỡ cây, đã cười hơn nửa canh giờ. Thật ra là sáng nay hắn nhìn thấy tạo hình mới của Triệu Ngũ thì vẫn ở đây cười mãi không ngừng. Mắc cười vậy sao? Triệu Ngũ căm tức nhìn hắn. Phạm Nghiêm lắc đầu. Đâu có, người nghĩ nhiều rồi, một chút cũng không mắc cười. Triệu Ngũ phẫn nộ rút kiếm. Có gan thì cùng ta so chiêu. Phạm Nghiêm ể oải xua tay. Chờ ta cười trước một lúc đã. Triệu Ngũ quyết đoán bay lên đánh một quyền tới. Cánh hoa bay lượn trong gió. Vảnh mắt màu đen rất có phong độ của gấu mèo. Cực kỳ mất hồn. Vì vậy Hòa Đường cũng bắt đầu ngồi xổm dưới đất cười. Triệu Ngũ cầm nín. Cung chủ và thẩm công tử ra rồi. Thuộc hạ bên cạnh nhắc nhở. Sao lại nhanh vậy? Phạm Nghiêm bối rối. Hòa Đường cười như có như không. Ngươi dám nói cung chủ nhanh ngư? Phạm Nghiêm ngậm miệng. Gái chưa chồng thì đừng tỉnh bơ nói mấy câu này như vậy. Mà nữ mà giáo, còn không phóng túng bằng ngươi. Vì vừa mới tắm nước nóng xong, nên gương mặt Thẩm Thiên Lăng hồng hồng, mắt cũng ướt ướt. Thuộc hạ ven đường nhịn không được mà cảm thán, quả nhiên cực kỳ ân ái. Cung chủ, Hòa Đường nghênh đón. Thời gian còn sớm, mọi người cùng nhau đến gia đình nhà nông gần đây ăn. Tần Thiếu Vũ còn chưa nói hết câu thì Thẩm Thiên Lăng đã nhịn không được bật cười. Lại còn có thể thấy người cổ đại cosplay nhân vật yêu thích nữa chứ. Triệu Ngũ cầm nín. Phạm Nghiêm lập tức dùng ánh mắt. Người thấy chưa, không phải ta muốn cười mà người rất khôi hài, ngay cả phu nhân còn cười. Nhìn Triệu Ngũ. Cười cái gì? Tần Thiếu Vũ mỉm cười hỏi Thẩm Thiên Lăng. Không có gì. Thẩm Thiên Lăng cảm giác mình hơi bất lịch sự nên chân thành nói. Nhớ tới một chuyện cười. Kể nghe xem. Tần Thiếu Vũ nói. Thẩm Thiên Lăng mệt mặt, dưới tình thế cấp bách cũng chỉ có thể kể mấy chuyện như ăn, ngủ, chơi tâu tâu thôi. Nhưng kể ra thì có vẻ hơi thiểu năng. Thẩm công tử cũng không cần để bụng. Triệu Ngữ vô lực khoát tay. Thật ra hồi nãy ta đã bị bọn họ cười một trận rồi. Tiểu Ngũ là truyền nhân của bộ tộc Miêu Cương. Hàng năm, ngày này đến đều phải cầu phúc cho người trong thôn. Tần Thiếu Vũ giải thích. Chỉ tiếc hắn ít có dịp trở về, cho nên chỉ có thể ăn mặc như vậy để bày tỏ lòng thành. Thì ra là vậy, không thể về nhà. Thẩm Thiên Lăng cảm thấy có chút đồng cảm, mặt nghiêm túc nói. Thật ra, người như vậy rất dễ nhìn, rất giống một hảo hán. Đa tạ Thẩm công tử, Triệu Ngũ không muốn tiếp tục đề tài này. Hảo hán giống ai? Tần Thiếu Vũ vừa đi vừa hỏi hắn. Thẩm Thiên Lăng suy nghĩ. Cướp biển Caribe, chắc người chưa coi. Nói thuyền trưởng rách, người cũng không biết. Nói, Tần Thiếu Vũ banh mặt hắn. Thẩm Thiên Lăng không thể làm gì khác hơn là khổ sở nói. Jack Sparrow. Tần Thiếu Vũ y như trong dự đoán mà lắc đầu. Chưa từng nghe qua người này. Hắn trước kia là một ngư dân, sau khi bị người xấu đoạt thuyền đánh cá, Thẩm Thiên Lăng tuyên truyền. Không chỉ vậy, người xấu còn cướp vị hôn thê của hắn. Vì vậy, ngư dân Jack Sparrow đã phản kích hăng hái, thống lĩnh người dân bị áp bức, cùng nhau đánh bọn cướp, sau đó trải qua những ngày tháng hạnh phúc. Tần Thiếu Vũ cau mày. Có gì hay đâu mà viết thành sách, còn khiến người nhớ mãi không quên. Người chẳng lẽ không cảm thấy rất có chí tiến thủ sao? Thẩm Thiên Lăng nghiêm túc hỏi. Chỉ là một câu chuyện dân gian thông thường thôi. Tần Thiếu Vũ lờ đễnh. Sau khi đuổi bọn cướp đi rồi sao?
cuộc đời hắn lại tiếp tục bắt cá ngày qua ngày à? Thật ra cũng có thể làm chuyện khác, Thẩm Thiên Lăng lẩm bẩm. Ví dụ như kinh doanh cơ sở ngầm hay đại loại vậy. Ngươi nói gì? Tần Thừa Vũ không nghe thấy. Không có gì, Thẩm Thiên Lăng nghẹn cười lắc đầu. Hôm nay tinh thần có vẻ rất tốt, Tần Thừa Vũ bị dáng vẻ của hắn chọc cười. Đúng vậy, cười một cái trẻ 10 tuổi. Thẩm Thiên Lăng hái trái cây dại ven đường, dùng tay áo lau qua một chút rồi gặm. Biết cái gì không mà ăn bậy? Tần Thừa Vũ đau đầu. Đương nhiên biết, hồi ta còn nhỏ, ven đường đều có. Thẩm Thiên Lăng không cẩn thận nói hớ. Gần đường môn á? Tần Thừa Vũ cau mày. Thẩm Thiên Lăng chợt dạ. Phải không nhỉ? Hay là ta nhớ lộn? Sau này không được phép thấy cái gì đều bỏ vào miệng, lỡ trúng độc thì sao? Tần Thừa Vũ ném lửa trái còn lại vào bụi cỏ, rút khăn ra giúp hắn lau miệng. Ngươi đừng nói ta như kẻ bị thiểu năng vậy. Thẩm Thiên Lăng khổ sở ai oán, nghe cực kỳ ngu ngốc. Thật là ân ái. Hoa Đường theo sau chật chật. Triệu Ngũ nhèo vành mắt đen thui, im lặng không lên tiếng. Rõ ràng chưa hoàn toàn chấp nhận Thẩm Thiên Lăng. Phạm Nghiêm thì hái được một đống quả mọng đầy cả túi, dự định mang về cho Diêu Khiêm. Những thuộc hạ còn lại cũng cười cười nói rối rít cảm khái. Cung chủ gần đây thật bình dị gần gũi, lúc trước chưa từng thấy qua như vậy, nhất định đều là công của Thẩm công tử. Thẩm Thiên Lăng hắt hơi. Có côn trùng nhỏ, cẩn thận chút. Tần Thiếu Vũ đi trước mặt hắn, dùng chân đá qua lá khô. Dù vậy, mặt Thẩm tiểu thụ vẫn bị cành khô quất một cái. Vậy nên, Tần Thiếu Vũ đơn giản đi phía trước hắn, quả thật có thể nói là nam nhân gương mẫu. May mà hữu hộ pháp không tới, Hoa Đường cảm thán, nếu không đoán chừng sẽ tức chết. Người nói xem, sao hắn lại buồn phiền như vậy? Phạm Nghiêm cũng khó hiểu. Hắn không phải sư phụ, cũng không phải cha mẹ của cung chủ, sao lại quản chuyện cưới vợ của cung chủ chứ? Đại khái là ăn no rửng mỡ, Hoa Đường trước giờ không hứng thú với năng lực quái dị của Diêu Khiêm. Cũng may Thẩm công tử tốt tính, không muốn đối phó với loại lắm miệng này, nếu không chỉ cần đánh hai lần là thành thật lại ngay. Diêu Khiêm suy nghĩ, đừng trách ca ca không nhắc nhở, ngươi cứ như vậy, tương lai sẽ không gả đi được. Sau khi ăn xong món ăn dân dã, hay là chúng ta ở lại nhà nông một đêm đi, Tần Thiếu Vũ vừa đi vừa nói. Buổi tối có thể nghe ve kêu ếch kêu, phong cảnh cũng giống như trong thành. Hành trình của chúng ta có chậm quá không? Thẩm Thiên Lăng tựa vào lưng hắn hỏi. Đi một chút dừng một chút thì lúc nào mới tới Nam Hải? Vẻ mặt Tần Thiếu Vũ cứng lại. Có điều Thẩm Thiên Lăng hoàn toàn không chú ý, thậm chí còn không tiếp tục đề tài này, chỉ tiện tay ngắt một đóa hồng dại cài lên đầu Tần Thiếu Vũ. Tần cung chủ căm nín. Màu đỏ thật đẹp, rất hợp với quần áo của ngươi, Thẩm Thiên Lăng tán thưởng. Ngươi còn đẹp hơn hoa. Tần Thiếu Vũ nghiến răng nghiến lợi. Lấy xuống. Thẩm Thiên Lăng bĩu môi. Đúng là một chút hài hước cũng không có. Thôn dân gần đó nghe được hai người muốn tới, bèn chuẩn bị từ sớm. Không chỉ có thức ăn sấy sơn dã, mà còn có một loại đầu heo hấp. Thẩm Thiên Lăng vừa đến thì đã bị cái chảy đá trong viện hấp dẫn tầm mắt, còn sắn tay áo tự giã một ít gạo nếp. Tần Thiếu Vũ ngồi một bên uống trà, ánh mắt một giây cũng chưa từng rời khỏi hắn. Cung chủ! Có thuộc hạ vội vã tới, thấp giọng kề vào tai hắn nói. Bạch Liên Hoa trốn thoát rồi. Trốn! Tần Thiếu Vũ cau mày. Trốn thế nào? Huynh đệ coi ngục bị hôn mê, thuộc hạ nói. Đợi đến khi phát hiện thì đã không có tung tích của Bạch Liên Hoa. Phái người đuổi theo. Tần Thiếu Vũ sắc mặt tối sầm. Nhớ dặn mọi người không được làm ra động tĩnh quá lớn. Hết chương 30. Các bạn đang được thưởng thức bộ truyện Đam Mỹ Xuyên Không Giang Hồ Biến Điện Thị Kỳ 3 của tác giả Ngữ Tiếu Lam San qua giọng đọc của Sam. Để không bỏ lỡ những chương tiếp theo, hãy đăng ký kênh và nhấn chuông để đón xem các video mới nhất từ Sam Audio.